Anh đã chuẩn bị một số cái đất ha, đất cây một cây nữa trồng một vườn mai mới cho. Đây là cái đất từ cây dừa mục nè. Cái này rất là tuyệt vời ha. Đấy, từ ở đây mình trồng thêm đất nữa. Rất là thoát nước, nước rất là tốt. Đây, một bụi mai nó mọc ở ngoài này. Bây giờ mình bưng nó vô trong bầu. Nếu mà mùa mưa thì trồng chỗ khác. Tại vì đây nó nằm trong lùm rập dưới tán bụi dừa. Không thể phát triển được. Mình bưng thì trồng trong ngoài bầu, nếu mà mùa mưa mình thấy chừng đó thì nó đủ sức trồng cái khác. Có lẽ là đã chuẩn bị xong số cái đất hồi mục từ cái dừa. Thì mai mùa này mùa nắng rồi, chú phải coi bầu ngon lành, còn có dỡ đi luôn. Xong không? Cẩn thận vỡ bọc. Hết sức nhẹ đây. Này đây, chỗ đây thì chắc có lẽ chim nó ăn nó ía nó mặc mà. Do gần đây thì cũng có một bụi mai của mình, mai cúc đó. Nhà thì có mai cúc và mai thường, không biết đây là cái giống mai gì, không rõ nữa. Mai thì bứng không cẩn thận là rất là dễ chết, rất khó sống. Đây thì có mùa nắng này, chắc chắn không có bầu nữa, không có bầu là đi luôn. Ơi,
nha, đất chỗ này nó hơi bột ha, nó là dở bồ vỡ bầu ha, rất là nguy hiểm. Nếu mà không khéo thì không coi luôn, vỡ bầu là như xong. Mùa nắng nắng khô rất là dở chết.
lúc nãy thôi. Lúc nãy trộn với cái dừa mực này. Là chọt lỗ hết rồi, cốc nước hết rồi. Cách không có người la nghe.